Qua tấn công từ 11. Một qua đúp về hoài đó thì mày ghen của tao đi vậy. Trời ơi mà hay hay quá vậy. Hay. Không biết nghĩ đâu cảnh tiệm rồi. Người Việt Nam mình không có dở. Rồi đầu tiên là bên phía bên team đội 1, họ là Ban Skarner, một con tướng có thể Highland và khá là áp lực ở vị trí đi rừng với những cái bộ chiêu thức có thể vượt địa hình và CC diện rộng. Trong khi đó thì bên phía team bằng râu trắng họ đã ban con Zari, một con tướng khá lay. Và tiếp đó là Rakan và Rễ Tông cũng sẽ được hai bên ban một cách gọi là hả nhanh và lẹ luôn. Đến vị trí thứ ba thì họ đang rất là chần chừ. Camille được ban. Chắc là có lẽ là họ biết là thành viên bên phía bên băng râu trắng đã chơi một con Camille quá là kinh khủng khiếp, quá là kinh dị. First Bit Genius nếu bên này quyết định bít con Vi thì có thể là bên kia sẽ bít Tâm Can. Liệu họ sẽ chọn những con tướng gì đây để mà phù hợp với đội hình của họ? Thường đi với Genius chúng ta sẽ có con Anfair. Genius là một trong những cặp đối đầu khá là huyền thoại. Không, và đó là quyết định Lucian. Lucian và Ari, thưa quý vị. Lucian và Ari thì chúng ta có thể biết là bên kia họ sẽ bít lót thứ ba của họ, là họ sẽ bít một con Nami. Một con Nami để đối đầu với lại có thể là con Nautilus. Có thể là Nautilus nha mọi người. Lee Sin và họ đang phân vân. Họ đang rất là phân vân, không biết là bản thân họ nên bít gì. Và đó họ quyết định con Talia. Nếu mà không bít Nami thì ở lót sau bên phía team của Buggy sẽ ban con Nami. Và đó là chắc chắn là Nami. Đó là Ressa Highland ở vị trí đường trên cũng như là đi đường. Nhưng khả năng đường trên sẽ rất là cao. Thật ra Ressa là một con tướng có thể đối đầu với Lee Sin. Tại vì khi mà Lee Sin sóng âm rồi vô ảnh cướp vào, Ressa có thể counter chuyện đó. Ta có thể thấy đội hình bởi bên phía râu trắng là một đội hình đang láo vào rất là khỏe. Họ cần những công cụ hỗ trợ và bảo vệ. Ra âm thật sự là một cái lựa chọn mà Ren cảm thấy nó không tối ưu cho lắm. Ra âm là một vị tướng khi mà bích vào thì có cái boss của bên phía băng bất ghi á, là không có thể nào mà đẩy mạnh cái lợi thế của mình được. Mà đó quyết định là Aatrox. Họ có quyết định bích con Yon không? Trời ơi, một dòng rừng khá là đột biến. Lee Sin đang bắt đầu chạy vào, họ đưa ra thông tin Deathside đang ăn lén và chuẩn bị canh chui về đá. Ở gì chui về? Wow, cảm quan địa chấn. Ây da. Nami một pha lát hiên quá hay. Một pha, oh my god. Một pha lát lên, hôn gió, khá là kinh khủng khiếp. John E trốn, Quy trốn, chặt rờ, John cũng trốn. Một pha hung hụt, một pha núp lên, Ari, rồi xong rồi. Khá là bánh khéo. Rất là áp lực nha quý vị. Một pha tấn công trụ đường 1. Một pha đúp về hoài đó thì mày ghen của tao đi vậy. Trời ơi mà hay hay quá vậy. Hay. Con chiếc nỉ đâu cảnh tiệm rồi. Trời ơi, bánh xe máy luôn á. Genius bắt đầu có flash. Genius đang đẩy trụ 1. Anh ta đang hit and run khá là tốt. Và sau khi lấy trụ anh ta có thăng hoa luôn. À không phải thăng hoa luôn. Đầy đau, khá đau. Khá đau. AD bên bắn thêm máy. AD tốt biến đẹp từ vị trí của AD. Hay nè. Bắn chạy máy luôn anh ơi. Hay. Còn tôi nó biết tôi buồn ngủ, nó lên ngủ chung tôi. Má. Rồi hai viên nít phải là chuẩn bị chết nè. Rồi anh xem nè, qua game mới nè. Hồn gió hụt.
AD, AD. À, đấy à. Rồi chạy được hết luôn. Bắt ai chóc, trời ơi ai chóc. Trời ơi tao nói. Ngõm luôn. Trời ơi ai chóc. Đây. Nổi không? Trời ơi quy đẹp từ vị trí của Nami. Chút thủy tề. Trời ơi. Đồng hồ. Cơm chút thủy tề. Cơm chút thủy tề. Cơm chút thủy tề. Ở vị trí từ rồi sao đây? Rồi anh chàng luôn xuyên cũng đi luôn. Rồi đi luôn cô bé Nami. Anh là cô bé Ari. Má thiệt luôn á. Ăn cái rời chết thiệt luôn á chứ. Trời ôm ngủ thấy thương mọi người, ôm ngủ luôn kìa. Dụi đầu cho người tôi kìa. Cái pha này á, nếu bận giòn kìa là nó khủng khiếp á. Nó sẽ can, nó e lên, nó quy lát chung AD, nó đòn AD, chém AD, hai cái AD chết cho quy. Rồi, mà thấy Lenshin ở... Phải chinh. Đây nó bắn, bắn và bắn. Rồi. Vậy là team lâu trắng được linh hồn dòng nước. Không có nào có là khinh địch anh em ơi. Cái là tụi trẻ nó đang thi kỹ năng. Nó chơi mạo vãi chứ. Trời ơi. Rồi rồi te le. Ủa ai chóc chứ kìa, te le chết mẹ luôn. Má à chóc mẹ non quá. Rồi ha, Zenith rất lát ha. Zenith chết, còn thêm rất thần nữa. Chạy được không? Đi à, đi à. Chắc không nổi. Thì bạn quá mạnh rồi. Đi đi the game. Và đó là chiến thắng cho team râu trắng. Rồi anh em ơi, tiết kiệm thời gian game 2 luôn anh em ơi. Tiết kiệm thời gian game 2 luôn, tạo phòng gió hết luôn anh em ơi. Cố gắng game sau luôn anh em ơi. Gì? Gì đọc được chai được không mày? Giờ đọc cái gì là gì? Em cho em tí đọc được không? Ok. Em qua em quên đi nha, ngày sẽ hôn em một cái.